Cô này là một trong những giáo viên mà là hiệu trưởng của một trường, chủ nhiệm chứ, chủ nhiệm, cái cô mà áo đen đó, cô áo trắng là cái bà gọi là bà chùa Ba Vàng đó, cái bà Yến đó, nghe quý vị nghe này. Ra điều kiện luôn, kiếp này cũng 9,6 triệu, để cho kể như là được mà giải oan gia trái chủ. Tôi nói cái bài oan gia trái chủ đây đó, thật sự quý vị bây giờ đó cái chuyện nó cũ mà giờ dở ra nó mới tin liền đó, chứ cần bây giờ là vô cuộc điều tra là tôi nghĩ rằng nó thật sự nó lòi ra cả một nùi đó, không biết là oan gia trái chủ dài cái bớt hay không, nhưng mà đây là một trong những dấu hiệu gọi là lừa gạt, một trong những dấu hiệu gọi là lừa gạt dị đoan mê tín sặc mùi đó. Chị là một, nó là hai, là hai con đàn bà đi qua là gặp quan, hiểu không? Thì cái luật của quan nó ghi là đàn bà là phải cúi mặt xuống, hiểu chưa? Cúi mặt xuống không được nhìn qua. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu cúi mặt rồi, chị ngồi chị tụt quần của người ta ra, hiểu không? Để hại người ta, bạn bè chơi với nhau mà hại nhau, thế là người ta bị bắt, thế chị rõ chưa? Bị bắt và bị đánh cho đến chết. Em nói chị nghe hôm nay không, em chị bị điên đấy, chị hiểu không? Chị rõ chưa? Vâng, con cảm ơn cô ạ. Đấy nhá, mai các chị cho chị lên trên Tam Bảo phát nguyện làm công đức 2 tháng 13 ngày cho cái vong linh này nhá. Nhưng mà phải xét đạo đức mới cho ở lại, không xét đạo đức thì cho cũng 9,6 triệu, được chưa nhá? Các chị làm trưởng phòng đến giờ kiểm tâm cho chị này đứng lên cảm ơn tất cả chị em trong phòng, ngoài là phải cảm ơn nhá. Hai người là chị là một, nó là hai, là hai con đàn bà đi qua là gặp quan, hiểu không? Thì cái luật của quan nó ghi là đàn bà là phải cúi mặt xuống, hiểu chưa? Cúi mặt xuống không được nhìn qua. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu cúi mặt rồi, chị ngồi chị tụt quần của người ta ra, hiểu không? Để hại người ta, bạn bè chơi với nhau mà hại nhau, thế là người ta bị bắt, thế chị rõ chưa? Bị bắt và bị đánh cho đến chết. Em nói chị nghe hôm nay không, em chị bị điên đấy, chị hiểu không? Chị rõ chưa? Vâng, con cảm ơn cô ạ. Đấy nhá, mai các chị cho chị lên trên Tam Bảo phát nguyện làm công đức 2 tháng 13 ngày cho cái vong linh này nhá. Nhưng mà phải xét đạo đức mới cho ở lại, không xét đạo đức thì cho cũng 9,6 triệu, được chưa nhá? Các chị làm trưởng phòng. Tôi nghe vậy mà thật sự quý vị, sao tự nhiên tôi nổi sân lên quý vị? Thật, cái nội dung thế này là bà Ba Vàng đó, bà bảo rằng là cái cô này nè là kiếp trước đó đi chơi với một cô bạn gái, nhưng mà đi qua gọi là đi qua chỗ đó bắt đầu là gặp quan lớn đi qua, đáng lý ra đó gặp quan lớn là phải cúi đầu để cho quan lớn đi qua rồi mới được ngẩng đầu lên. Nhưng đằng này cái chị này đó, cái chị mà bây giờ gọi là quan gia trái chủ nó theo nó níu đó, là do là cái như là ngày xưa bắt đầu là gặp quan không những không cúi đầu mà còn cho tuột quần của cô bạn ra, cho tuột quần của bạn ra, cho nên đó là cô bạn là bị quan đánh, bị quan đánh rồi cái như là cô bạn bị khùng bị điên gì đó, rồi sau đó cô bạn mất rồi, kiếp này bắt đầu là cô này lên để mà làm người lại thì cô bạn theo báo. Bây giờ mà muốn mà giấy được cái gọi là cái quan gia trái chủ này thì phải là cái như là vô cái như là chánh điện đó, là làm gọi là làm công quả 2 tháng 13 ngày, phải có 2 tháng 13 ngày mới chịu, chứ còn thật sự 12 ngày rưỡi là không chơi nha. Còn nếu như nha làm cái công quả là 2 tháng 13 ngày nhưng mà phải xét đạo đức cơ, đạo đức mà ok đó thì mới cho làm công quả, còn nếu mà đạo đức mà không ok đó thì phạt là 9,6 triệu. Phạt nha, dân nó phạt là 9,6 triệu mới là cái như là mới được là giải cái quan gia trái chủ. Mà nếu mà ở lại cái Tam Bảo mà cái như là làm công quả mà 2 tháng 13 ngày đó
thì hàng ngày phải là quái lệ những cái vị gọi là trưởng phòng. Hàng ngày phải quái lệ như quái lệ những vị trưởng phòng để cho gọi là giấy cái quan gia trái chủ. Giờ tôi thấy cái bà này nó thật sự bà ngồi sao bà đù mem đó quý vị, cái bà mà bị mà quan gia trái chủ theo báo đó. Bà các con gọi là thật sự các con ma u mê nó theo báo bà chứ quan gia trái chủ theo báo. Thật sự quý vị, chỉ có những con người mà u mê đến là tận cùng như thế này thì đó là một trong những cái cơ hội, một trong những cái gọi là cái miếng mồi cho những kẻ gọi là nó trục lợi, nó lợi dụng, nó lừa đảo trong cái tôn giáo, nó mới tồn tại được. Dấu hiệu đó là một trong những cái gọi là cái như là ma mị dị đoan, ma tiếng lừa đảo trong niềm tin đấy. Mà bây giờ xin thưa quý vị đó, mình lên mình nói là trời ơi chống phá đó nha. Mình lên mình nói là trời ơi chống phá công kích đạo Phật đó. Tôi nói cái đạo Phật của tôi không có những cái kiểu như thế này. Đây là một trong những cái người ta đang mượn đạo Phật để người ta kiếm ăn. Đạo Phật nào mà thật sự giải oan gia trái chủ đấy. Oan gia trái chủ nào mà đi gọi là đi đòi tiền Việt Nam đồng. Oan gia trái chủ nào mà ra giá phải 9.6 triệu, bây giờ không có 9.6 triệu, 9.5 triệu được không? Nó đòi rõ ràng luôn, mà đây là gọi là cái con cô hồn sống ở đòi đó, là con yến ở đòi chứ không phải là con gọi là con quan gia trái chủ. Đấy gọi là con cô hồn sống đòi, đòi một cách trắng trợn. Thật sự thì đây là những cái mà thật sự đây là những cái thành phần gọi là mượn đạo tạo đời đó. Mình là cái chức sắc gì mà lên giảng pháp, mình là chức sắc gì mà thật sự đây quý vị thấy không? Nó ngoài nguyên cả một cái là một nhóm ngoài trong này luôn nè. Và những vị này là trưởng phòng trưởng đồ hết trơn, những vị này là những người quản lý, quản lý những người mà vô gọi là cúng oan gia trái chủ đó. Ghê không quý vị, khủng khiếp không? Nó tồn tại như vậy, nó tồn tại như vậy mà bảo sao mà thật sự quý vị, bảo sao mà Phật tử người ta cả như không lên tiếng. Nếu như Phật tử không lên tiếng thì cái đạo Phật nó sẽ đi về đâu? Tại sao cái câu hỏi này mình không đặt ra? Mình phải đặt ra cái câu hỏi. Mà khi Phật tử lên tiếng đó thì những người có chức sắc cũng phải nên mà xem xét lại vấn đề này. Có nên để cho những người như bà Yến Chùa Ba Vàng tiếp tục tồn tại hay không? Hay là thật sự quý vị thỉnh thoảng bà cũng lên bà giảng những bài pháp mà nghe mà giận sống lưng. Ngày xưa bà cũng là xuất phàm với cô bé gọi là giao gà đó quý vị. Cô bé mà giao gà bắt đầu là bị là năm cái thành phần kia gọi là nó có những cái nó hấp diêm đó. Giờ cô lên cô cũng xuất phàm cái cô này. Do kiếp trước cô này cũng sống sao anh ở sao đó, cho nên là kiếp này cô nhận là trả quả. Toàn là thật sự quý vị đi nói câu chuyện mà người ta không thể kiểm chứng, người ta không thể chứng minh được. Đây là một trong cái lừa đảo, phải nói trắng trợn như vậy. Mình nói cái gì đó, nói là mình phải có cái vật chứng. Mình nói cái gì cũng phải để cho người ta có cái gọi là có cái sự mà kiểm chứng. Chứ còn bây giờ ông nội nó chỉ toàn kiếp trước như là tương lai, mà tương lai cách là mấy chục kiếp. Thà nó chỉ tương lai là tương lai gần ở ngày mai, ngày mốt, ngày kia đó là mình còn có kiểm chứng được. Còn nó chỉ tương lai là qua kiếp sau thôi. Tôi nói qua kiếp sau là xem như là em cũng sầu, em sao biết được kiếp sau em có còn gặp chị nữa không, mà để mà em khẳng định là chị nó đúng, chị nó sai. Đó không? Như là chị kiếp trước mà chị ở kiếp này chị ăn nó thật sự quý vị, xin lỗi một câu, chị ăn rồi chị ị ra nó cũng thúi ình cho chị, đâu phải là nó thật sự, chị đâu phải là vật thánh mà chị không ăn. Kiếp này chị ăn chị còn ăn tạp, ăn dơ nữa, ăn mà lừa đảo người ta là ăn dơ đó. Mà chị là cái gì đâu mà chị biết về kiếp trước hay vậy hả? Thật sự chỉ có những con người mà thật sự quý vị mà nó u mê đó mới là trở thành một cái cần câu cơm cho những kẻ mà buôn thần bán thánh này. Trở thành một cái cần câu cơm cho những cái thành phần buôn thần bán thánh nó tồn tại. Mình phải hiểu chứ, mình cũng là con người, họ cũng là con người.
thì đừng bao giờ mà để cho những thành phần gọi là nó mượn cái này, nó mượn cái kia để mà vô nó trục lợi, nó lường gạt chỗ đó. À, mà tôi nói thật sự quý vị, à, hồi giờ mà cái có cái gọi là có cái quan gia trái chủ nào mà nó sử dụng đồng tiền Việt Nam đồng không? Hay là để cho những cái kẻ mà cô hồn sống bắt đầu nó mượn vào cái quan gia trái chủ đó kiếm ăn, đó không? Rõ ràng là như vậy mà. Nó đang mượn, gọi là mượn vào cái niềm tin, mượn vào cái sự gọi là cái tà kiến u mê của một số người để mà nó trục lợi, trục vợ lợi trong cái hình thức tâm linh. Trời ơi, vậy đó quý vị. Vậy mà cái như là khi mà cộng đồng mạng lên án đó, đó, cái cô này cũng lên gọi là cũng là cũng có một khoảng thời gian cũng là trục xuất khỏi Quảng Ninh đó, nhưng bây giờ là tôi thấy cũng leo teo quay lại đó, leo teo quay lại đó. Ủa sao kỳ vậy? Bà này có những cái gì mà gọi là lên giảng pháp, mặc những bài pháp này là những cái sặc mùi mê tín dị đoan à, trục lợi, đã đưa ra giá tiền ở đây là cái dấu hiệu đang lừa đảo trục lợi đó. Chẳng qua là chưa biết quả tang là cô này có nhận tiền hay không, chứ thật sự quý vị đã đưa ra cái giá cả thỏa thuận là 9.6 triệu để mà à, cái quan gia trái chủ kia nó không còn theo bán, thì đây là một trong cái đang lừa đảo người ta. Quá khủng khiếp như vậy. Cho nên trong cái sự việc của ông Sư Minh Tuệ cũng vậy. Tôi thấy rằng nó thật sự quý vị, ông Sư Minh Tuệ hiện bây giờ ông cũng là một trong những người đang đi học Phật. Thì bây giờ xin thưa quý vị, nếu như thì mình mà có gọi là mến đạo ở mộ thầy thì mình để cho ông được tự do, ông đi, ông tu tập. Còn đừng có theo mà đeo bám nữa, đừng có theo mà rờ tay rờ chân rồi thật sự để mà nhồi nhét thức ăn vào trong cái gọi là cái bình bát của ông. Nó phản cảm lắm, chẳng có được một cái phước gì đâu. Nó gây ra một cái sự phản cảm. Mà qua cái sự việc ông Sư Minh Tuệ là cũng có một số thành phần nó cũng lợi dụng rồi, nó cũng lừa đảo, nó kiếm ăn rồi. Chỉ có những người mà thật sự quý vị mà cái như là mê đạo mà không hiểu gì về đạo là trở thành một cái gọi là cái miếng mồi ngon cho những thành phần lừa đảo. Cái mê đạo thôi, trời ơi, thấy ông Sư Minh Tuệ là cũng mê ông Sư Minh Tuệ, mê đạo mà, mê luôn thầy, bắt đầu là trở thành một trong những cái miếng mồi cho một số thành phần lừa đảo vô, bắt đầu nó kiếm ăn à. Nó vô nó ăn cho đã rồi bắt đầu phát hiện ra đó là cũng là khóc không còn giọt nước mắt luôn. Tôi nói may cho cái bà cô mà thật sự bà sư cô ở Úc đó. Ở trong vòng tháng 5 thì bà cũng là từ bên Úc bà bay về, cũng vì mến ông Sư Minh Tuệ, bắt đầu là cũng đi bộ hành trong vòng mấy ngày cùng với ông Sư Minh Tuệ. Bắt đầu là cảm thấy là cái là đi không nổi nữa, bắt đầu bay về bên Úc. Rồi kết thân kết bạn với là cái cô Vui, mà cô Vui này là một trong những người thật sự quý vị, vợ của một thằng là mới vừa sổ khám ra. Đó, thằng Tuấn. Thằng đó cũng mới sổ khám ra. Đó, bắt đầu là thật sự nó cứ lắm rỉ rụt cả ngày cả đêm như vậy, lúc đầu nó xin một số tiền nhỏ thôi. Nhưng do bà này bà trao sột quá. Nó xin một số tiền nhỏ, bà trao sột quá, bắt đầu là nó vô, bắt đầu là nó mới lừa đảo. Thấy kiếm tiền bà này dễ quá. Là bắt đầu là cái nó mới xin cái số tiền lớn. Mà tôi nói cái điều nó thật sự quý vị, mình tu là phải có trí huệ, tu mà thật sự còn gắn vô cái chữ u mê vậy thì cảm thấy nó cũng hơi tội lỗi. Đã biết rằng mình đã dìa tận nơi, đã biết rằng ông Sư Minh Tuệ ông không nhận bất kỳ những đồng tiền các bạc nào của bà con rồi. Đã vậy đó mà cái như là vẫn nghe lời. Tôi nói người mà được chứng kiến trực tiếp, được mà đi chung với ông Sư Minh Tuệ trong vòng 3 ngày mà vẫn còn bị lừa. Thì xin thưa quý vị, những người khác có bị lừa không? Tôi nghĩ chắc cũng bị đầy chứ. Chẳng qua là bây giờ thật sự thâu, bây giờ của đi thay người, tâm lý là như vậy. À, người ta cũng ôm bụng mà chịu. Bây giờ nói ra người ta chữ ngu. Bây giờ tâm lý là ôm bụng mà chịu thôi, cắn răng chịu đựng thôi. Do ngu do mình bây giờ mà lên gọi vừa mất tiền mà đi tố giác nữa, người ta chữ mình ngu nữa. Cho nên một số người mất số tiền nhỏ không bao giờ người ta lên người ta tố giác đâu quý vị. Cho nên những cái thành phần mà nó lừa đảo đó,
Tôi nói con vui này nó cũng ngu một cái là nó tham quá. Nó tham mà lấy số tiền là mấy trăm triệu. Đấy không? Cho nên bà này bà mới từ Úc ở bây giờ bà tố cáo con này. Cho nếu mà nó lấy thật sự nó lấy khoảng tầm cái như là 20-30 triệu thì thâu ông nội ai đâu mà cái như thâu bỏ cha của đi thay người đúng không? Những thằng mà thật sự có gì nó ăn móng móng như vậy đó. Tôi nên là chắc có đó. Mà chẳng qua bây giờ cái số tiền nhỏ quá người ta không tố giác thôi. À, số tiền lớn là bà sư cô này bà mới từ Úc và bây giờ bà tố cáo. Còn những thằng mà thật sự có gì nó lấy toàn $1,000, $500, $700 ông nội bây giờ thâu kể cha mày chứ. Bây giờ mày lừa tao thì xem như là của đây thay người mà rước cái bệnh cái tật cái tâm lý là như vậy. Để cho những thằng nó lừa đảo chuyên nghiệp là thiên thưa quý vị không bao giờ nó lừa một người mà số tiền lớn. Mà nó lừa nhiều người cứ mỗi người một số tiền nhỏ như vậy mà lừa nhiều người thế. Số tiền ít mà thật sự quý vị không ai rảnh mà từ Mỹ bây giờ đó kiện nó đúng không? Đó, hoặc là từ Úc từ đồ bây giờ kiện nó. Do là thật sự con này gọi là nó tham quá, nó tham mà tham ngu. Nó lấy một lần số tiền cho lớn, ăn một lần há miệng như hà mã đó, há ra cho to, cho đớp. Đó, đớp một cái là bây giờ dính luôn. Đó. Thật sự quý vị, đừng có nói rằng là do chỉ trách cho người ta là tại sao mà đi lừa đảo. Do bản thân mình là để cho người ta có quyền, có cơ hội người ta lừa đảo. Mình mà tự giữ mình đi, mình mà tự có những chánh kiến đi, tự mình cái là cảnh giác đi thì ông nội ai đâu lừa đảo được. Cách đây 3 ngày tôi kể một câu chuyện của tôi đó, là thật sự quý vị, tôi đang ngồi uống cà phê với là một thằng em, bắt đầu là nó điện thoại qua cho tôi. Đó, nó bảo rằng anh ơi bây giờ có cái chương trình, em là ở cái ngân hàng là Vietinbank. Bây giờ có chương trình là cái như làm thẻ tín dụng đó, là cái như là cái mức mà cái như là từ 100 cho đến 500 triệu. Nếu mà anh có nhu cầu đó thì em sẽ làm cho anh. Nhiều lúc anh đi công tác hay là anh đi đâu rồi nhiều lúc nó cũng tiện lợi. Mình hỏi bây giờ cái hình thức ra sao. Tôi biết là cái này nó lừa đảo rồi. Cái hình thức này bây giờ làm ra sao em? Ra trực tiếp ngân hàng làm hay là bây giờ làm như thế nào? Bắt đầu nó dạ không đâu, nay là bên em là hỗ trợ trực tuyến. Bây giờ là anh chỉ cần anh kết bạn Zalo với em, rồi em gửi cho anh một cái thông tin để anh tham khảo. Bắt đầu quý vị biết không? Tôi cũng thử làm gì, tôi biết nó lừa đảo mà. Bắt đầu là cái số tiền mà còn lại trong thẻ của tôi đó. Đó, bắt đầu là tôi chuyển qua một cái thẻ khác. Bắt đầu là tôi cũng làm theo cái ý định của nó đó. Đó, nó bảo gì tôi làm cũng y xì như vậy đó. Nó bảo anh kích vô đó, anh đọc, rồi anh kích vô cái đường link đó, anh bấm là cái từ đồng ý. Rồi khi mà cái số điện thoại của anh đó, nó gửi về cho anh cái mã, thì anh gửi cái mã đấy qua cho em, là để mà xác minh rằng anh đã nhận thành công mà gửi mã đó, mã đó làm mã để mà thật sự nó rút tiền mình đó, mã OTP đó. Bắt đầu tôi cũng làm y xì như vậy, rồi nó gửi mã rồi tôi gửi lại cho nó cái mã đó. Bắt đầu là nó lục trong tài khoản tôi là cái số đó tôi chuyển sạch rồi, không còn một xu luôn. Nó quay sang nó chữ đờ mờ thành chó, làm tao mất thời gian. Tôi với bạn tôi ngồi cười khang mà. Phải chơi như vậy, những cái loại đó phải chơi như vậy. Trời đất thánh thần, thời kỳ nào bây giờ gọi là điện qua đó lừa đảo mà để mà gạt người ta kìa đó. Cho bà con cũng hết sức cảnh giác. Mình muốn làm cái gì mà liên quan đến những cái dịch vụ ngân hàng đó, thì phải ra cái gọi là ra cái là cái ngân hàng đó mình làm trực tiếp, chứ đừng có làm trực tuyến. Hình thức lừa đảo bây giờ nó nhiều lắm quý vị. Với là cái mà nhận quà nhận đồ đó tôi nhận biết cái vậy. Thỉnh thoảng điện tôi là thật sự anh trúng quà này, anh trúng quà kia, trúng đầy cái gì đấy. Nhiều lúc là trúng cái Audi, trời ơi thôi cho em luôn, nó điện nó nói một đoạn phải quằn cho nó chứ quý vị. Nó điện qua thì mình cũng chơi kiểu là thật sự cũng mờ mờ ảo ảo đó. Điện qua mình cũng là vân vân dạ dạ. Đến lúc mà nó yêu cầu mình làm thủ tục rồi gọi là đóng cái tiền mà đặt cọc đó,
đóng tiền đặt cọc đó thôi, bây giờ anh không có tiền anh cho em luôn đó, em làm chứ em làm. Trời ơi, nó tức, nó tức cành không có vậy, nó mất thời gian cả tiếng đồng hồ, nó theo nó dụ một con mồi mà mình cũng chơi kiểu thật sự đó. Thì mày quần anh thì anh quần lại thấu, mày điện qua cho anh thì anh cũng quần lại cho mày. À, cuối cùng nó mất cả một tiếng đồng hồ, đến lúc mà giai đoạn mà cao trào là anh đóng tiền gọi là tiền cọc đó, bằng cách là cào thẻ hay là anh chuyển khoản qua, rồi bên em sẽ là ghi nhận lại, à, rồi sau khi anh nhận quà rồi em sẽ hoàn trả lại số tiền này cho anh đó. Trời ơi, xì giống như vậy, đến lúc giai đoạn đó là thật sự mình lật bàn ngửa luôn, là nó có đứa nó tức gọi là xịt phẩm đó, đó. Phải chơi vậy, những loại đó phải chơi vậy. À, nó hỏi căn cước công dân rồi quý vị đừng có nên đưa, nếu mà có đọc số thì cũng đọc số tầm bậy cho nó, mà có tên nó, à, nó điện qua mình là check in, nó hỏi trúng tên mình, vì cái số này nó cũng là liên kết với một số gọi là cái dịch vụ đen để mà có được số điện thoại của mình. À, khi mà nó gọi là nó liên lạc qua cho mình đó, rồi bắt đầu là cái như là mình chơi, mình lừa ngược lại nó. À, thì mình đừng có đưa cái căn cước công dân mình làm chi. À, nên mà anh đọc số công dân, căn cước công dân thì mình đọc tàu lao nó cũng không có xác minh quá gì hết trơn á. À, nó rồi rồi để em chuyển bộ phận ABC đấy, rồi nó chuyển một đoạn là cũng mục đích là quay lại là anh nhận quà thôi, cũng là nộp tiền thôi. Đó. Cái mục đích của nó là nộp tiền, mục đích của nó là lừa đảo tiền. Cho nó cũng không có chức năng mà xác minh cái gọi là cái căn cước công dân của mình đúng hay sai. Mình đọc căn cước công dân sai mà nó vẫn xác nhận rồi, ok em sẽ chiến lên phòng khác rồi, cái nhưng là xác minh anh là đúng rồi là cái đó, cái thứ lừa đảo đó. Cái vấn đề thứ hai là quý vị để ý tôi cái số điện thoại, cái đầu số đó nó điện cho quý vị được, nhưng mà những đầu số đó quý vị điện lại cho nó không được. Điện lại cho nó là bên kia là báo là cái số không có thật, hoặc là cái báo là cái đường dây nó bận, đang bận. Nó chơi là cho điện một chiều đi thôi, có còn chiều ngược lại nó là nó cắt rồi. Lừa đảo trắng trợn lắm. À, nay mà nhất là cái vấn đề mà gọi là làm trước cái thẻ tín dụng, quý vị loạn chọn là mất tiền. À, loạn chọn là mất tiền. Chỉ cần mình gửi cái mã OTP cho nó là xem như tiền mình trong tài khoản bao nhiêu nó rút sạch hết. À, tôi biết bài rồi, bắt đầu là tôi chơi một cái thật sự nó gọi nó xíu miếu luôn. Chơi xong vụ đó tôi cũng không dám dùng lại cái thẻ đó, không dám dùng lại cái số tài khoản luôn, hủy luôn, báo ngân hàng hủy luôn số tài khoản. Thứ này thật sự nó tinh vi lắm quý vị. Hiện bây giờ nó rất tinh vi, nó lừa đảo rất tinh vi. Qua một đường link quý vị mà vô tình kích vô một phát rồi nó gửi về cho cái mã mà làm theo hướng dẫn của nó đó, là check in rằng tiền mất. À, mất ở đây mất công an cũng bó tay không làm được. Ra báo công an thì công an người ta cũng ghi nhận cái sự việc thôi, chứ giờ điều tra thì thật sự cũng không thể điều tra được. Với những thành phần đại đa số là nó ở bên nước ngoài. À, bên Trung Quốc, bên Campuchia đó, chứ còn trong nước là cũng ít lắm. Trong nước là tôi thật sự chắc là cũng bị tốn rồi. À, nó lừa đảo cỡ vậy đó. À, thưa quý vị, à, cái buổi trò chuyện tối nay thì tôi cũng xin phép là kết thúc tại đây. À, một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. À, bà con vui lòng mà cho Lang Thang Sài Gòn xin một like. À, quý vị nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị vào cái chương trình trò chuyện tiếp.